mấy dầu hay sao khói không cháu? Hả? Ô, ở đâu lên đây ai? Biên Hòa hả? Ô, Biên Hòa lên đây mua luôn. À. À, Biên Hòa ở chỗ nào? Thành phố hả? À vậy hả? À, mình mua cái này về làm gì? Hả? À, trang trại ở thành phố Biên Hòa luôn hả? Hả? À? Ở đâu? À, Vĩnh Cửu hả? À. Tưởng làm giữa thành phố Biên Hòa chứ. Mới là lần đầu tiên. Mua cái này như vậy 8 triệu à? Cho chạy thử chậm nữa đi. Nổi hả? À, sao nó kêu lóc cốc vậy? Kêu quay á. Bật công tắc chưa? Đây. À. Đúng rồi, bật thử coi, nổ coi, giờ coi nổ. À. Sao nó giận dữ vậy? Hả? Hả? Làm gì có cái máy nào mà giọng dữ vậy? Có không? Có. Nó giọng nó kêu tiếng khác không thằng nữa. Máy nó ngửa giọng. Không, máy nó giọng mấy hồi nó nổ bình thường chú nghe. Máy này á là nó tới nhỏ mà nó có 8 người rưỡi luôn. À. Có nghĩa là mình lên ra bất ngờ quá. Cái giọng. Là nó ép xăng nhiều quá nó giọng. Trái rưỡi, trái mà sao mua con to như vậy? Hả? Mua con to như vậy? Mạnh mạnh. Hả? Tính mạnh nha. Chơi cho mạnh. Chơi cho mạnh luôn. Đó. Lên vừa vừa, vừa vừa thôi. Mình ở đâu lên đây mua máy? Em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp lên luôn hả? Ở huyện nào? Huyện Hồng Ngự. Hồng Ngự hả? À. Hồng Ngự. Hồng Ngự có đặc sản gì không? Có dành tròn với trúc cồ. Ở trên nó có nuôi chim không? Trúc cồ vậy không? Dạ. Trúc cồ có nuôi trúc cồ vậy không? Không có à? Bữa mới đi ngang qua Đồng Tháp, à mới có lên Đồng Tháp mà đi về miệt Lai Dung rồi đó. Cái đó là cái xứ quýt. À. Quýt hồng. Quýt hồng với lại nem nổi tiếng. Mà bây giờ đồng ruộng nó khô khan quá. Bị thiếu nước. Nó có nước nổi, nước chìm gì đâu. Có cái máy này nhỏ quá ha. Về làm cái gì? Để đó. Biết là xới đất rồi nhưng mà mình trồng cái gì? À, trồng rau đó. À vậy hả? Rồi mình đi xe gì lên đây? Xe Honda. Đi xe Honda thì dưới lên. Đi mấy tiếng? Đi lên Bình Dương 4 tiếng rưỡi. 4 tiếng rưỡi hả? Rồi dưới từ Bình Dương đi đây 4 tiếng. Ủa đi về Bình Dương à chứ không đi thẳng lên đây luôn? Tại thăm bà vợ. À? À, bà già vợ hả? À. Hôm bữa đi xe máy từ không, bữa đi xe máy, hôm bữa đi xe máy đi về Mỹ Tho rồi qua Bến Tre. Rồi đi về Mỏ Cày Bắc rồi đi qua bên Vĩnh Long rồi mới bắt đầu mới đi Đồng Tháp. Đi dữ. Ừ, đi phải tầm đó nha. Chỉnh gì lâu vậy thợ sửa chữa Honda xe máy? Thằng này nó ngó nhẹ, nó tên là chuột, còn thằng kia là thằng cống. Hai thằng, thằng chuột thằng cống đó, thiệt mà, tên thiệt luôn á, cống chuột. Đó, thằng chuột thằng cống nha, nhớ hai đó nha, chuột cống. À, thằng này nó vậy chứ nó là thợ sửa Honda. Rồi bữa nay tiễn nó vô đây làm mấy cái máy xăng nè. Tại vì lắm thì thằng lính tên Lan cái nữa là chết luôn.
chuột cổng ra. Thì mình đến bên làng đó là thằng chuột sống làng. Ngon chưa chuột? Ăn chưa hả? Chị đây, làm xong có nổ không đó cô? Hả? Máy bơm hơi này bán không? Không, không bao giờ. Thôi đi. Lấy xài hết đi. Máy bán không cháu? Bao nhiêu? Có đề đàng hoàng ha. Máy xăng mà có đề luôn. Mua luôn cái máy đó hả? À, chưa biết, chạy mới biết. Để yên. Em làm như là bây giờ đụng á. Trời ơi, chết mẹ rồi. Mình đi luôn, chết dép luôn à. Mà không đứng máy. Triệu rưỡi à? Ok xong. Xong rồi giao hàng hả? À? Cái máy này nó hiệu gì cháu? Cuba đây chú. À. Mày cứ. Ủa bây giờ chưa tới dân á. Đúng má đúng. Ê ê, sếp. Sếp lớn luôn mà. À sếp lớn luôn à, nhờ. À chào sếp. Xong chưa? À đây, ở gần đây. Bình Lộc. À. À. À cô heo Bình Lộc. Đi ô tô lên hả? À, bán tải hả? À, tí hồi bỏ anh chở về luôn. Được. Lót giấy rồi chở thôi, có đâu mà. Ca đi rồi. Chở mấy chiếc này cũng được. À, bán tải mà. Cái thùng nó sau nó chở phải là được 500 kg hả? À? Hơn chứ. 500 hả? À? 700 kg. 700 kg chứ. 700. Rồi, giật lại nổ coi. Đi giao xe. Máy lớn kìa. Máy lớn. Này là gì đây? Con à, mấy tuổi rồi? 17 à. Dễ thương ha. Ui. Cái này mà ra sới nặng nó gõ máy dữ lắm à. Rồi, ok. Tán gái nè mày. Thôi con kia ok rồi không? Ủa chưa? Bạn giật đi bạn. Giật đi thử coi nếu mà được thì mấy anh.
tay quay hả? Đây cho em lấy, em ơi lấy cho anh nãy tay quay, mua tay quay hả? Em ơi, em này nó mua tay quay nè, lấy cho nó cái hả? Quay hả? Quay mấy bằng nạng hả? Bây giờ nạng lấy cho nó.